Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Và hôm nay thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm món bánh cuốn nóng nhân thịt bằng chảo chống dính nè. Thì với cách pha bột ngày hôm nay thì bánh cuốn sau khi làm ra xong thì bánh rất là trong, cực kỳ mềm dai và bánh rất là ngon, không thua gì ở ngoài chợ người ta bán luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm cái món bánh cuốn nóng nhân thịt này thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và bây giờ thì mình sẽ đi pha bột để làm bánh cuốn nóng. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào trong thau là 300g bột gạo. Và kế tiếp là 180g bột năng. Nếu mà cả nhà thích cái bánh cuốn nó dai hơn thì mình có thể sử dụng 200g cũng được. Sau đó thì mình sẽ cho vào là 150g tinh bột khoai tây. Mình cho thêm tinh bột khoai tây vào thì cái vỏ bánh cuốn nó rất là ngon, bánh rất là mềm mại và khô ráo. Sau khi mà bột của mình trộn nó đều lại rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào trong bột là 900ml nước lọc. Mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách pha bột để làm vỏ bánh cuốn nóng được mềm dai, vỏ bánh rất là trong và không có bị hôi bột nữa. Đó là sau khi mà mình cho nước vào trong bột, mình quậy bột nó hòa tan rồi thì mình sẽ đậy kín cái thau bột này lại và mình sẽ để cho bột nghỉ từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Và để cho đỡ mất thời gian hơn thì mình có thể pha bột rồi mình sẽ để qua đêm. Bột thì nãy giờ mình quậy ra nó cũng đã hòa tan rồi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái nắp mình đậy kín cái thau bột này lại. Rồi sáng mai thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem. Và để cho đỡ mất thời gian hơn thì tối hôm qua mình cũng đã pha bột và mình cũng để cho bột nghỉ khoảng 8 tiếng nè. Và sáng hôm nay thì mình kiểm tra lại thì mình thấy phía trên của bột có một cái lớp nước trong. Bây giờ thì mình sẽ vớt bỏ cái lớp nước trong này nha. Mình vớt bỏ cái lớp nước trong ra bao nhiêu thì chút nữa mình sẽ cho nước lọc lại bấy nhiêu. Để tránh trường hợp mà sau khi mà mình cho nước vào thì cái lượng nước nó nhiều quá thì nó sẽ làm cho bột lỏng. Hoặc là cái nước mà mình cho vào trong bột ít quá thì nó sẽ làm cho bột đặc. Mình vớt bỏ cái lớp nước trong của bột như thế này thì nó sẽ giúp cho vỏ bánh rất là mềm dai, vỏ bánh trong và không có bị hôi bột nữa. Bây giờ thì mình sẽ vớt nước trong mình cho vào trong cái ca. Thì cái ca này nó có cái chỉ số mực nước, cho nên chút nữa mình sẽ vớt ra bao nhiêu thì mình sẽ cho cái lượng nước lọc vào bấy nhiêu. Và mình vớt ra được là 300ml nước. Bây giờ thì mình cũng sẽ cho lại là 300ml nước lọc vào trong bột. Và sau khi mà mình cho nước vào trong bột xong rồi thì mình sẽ quậy cho bột nó đều lại. Sau đó thì mình sẽ dùng cái nắp mình đậy kín cái thau bột này và mình cũng sẽ để cho bột nghỉ khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Và trong thời gian chờ cho bột nghỉ thì mình sẽ qua làm những bánh cuốn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh cuốn nóng nhân thịt. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 400g thịt nạc sai. Bây giờ thì mình sẽ cho gia vị vào để mình ướp. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào nửa muỗng canh hạt nêm và thêm một muỗng canh đường cát. Sau đó thì mình sẽ cho hành tím băm, hành tím phi. Rồi mình sẽ cho thêm tiêu và hành lá để cho cái phần nhân nó được thơm ngon và đậm đà. Thịt và gia vị thì mình cũng đã trộn đều lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ để 30 phút cho gia vị và thịt nó thấm đều lại nha. Và để cho nhân bánh cuốn được ngon thì bên đây mình cũng có chuẩn bị thêm 50g nấm mèo. Thì nấm mèo sau khi mình mua về mình ngâm vào trong nước ấm thì nó cũng đã nở ra như thế này nè. Thì nấm mèo này mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ nấm mèo này ra. Nấm mèo thì mình cũng đã cắt nhỏ ra xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ qua phi gốc hành lên cho thơm. Sau đó thì mình sẽ cho thịt vào để mình xào. Thịt heo thì nãy giờ mình xào cũng đã chín rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho nấm mèo vào. Sau đó thì mình sẽ xào khoảng 3 phút rồi mình sẽ tắt bếp.
À, mình đừng có xào nấm mèo lâu quá thì nó sẽ làm cho nấm mèo chín thì nó sẽ không còn giòn nữa. Và cuối cùng thì mình sẽ cho thêm hành lá vào nè. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lại rồi mình sẽ tắt bếp nha. Và sau thời gian 3 tiếng mình để cho thau bột nghỉ thì phía trên của thau bột nó cũng có một cái lớp nước trong nè. Bây giờ thì mình sẽ vớt bỏ cái lớp nước trong này. Mình vớt ra bao nhiêu thì chút nữa mình sẽ cho vào lượng nước lọc vào bấy nhiêu nha. Và sau khi mà mình vớt bỏ cái lớp nước trong của thau bột lần thứ hai rồi á thì bây giờ mình sẽ cho trở lại trong thau bột là 250 ml nước lọc. Rồi mình sẽ quậy cho bột và nước nó đều lại. Nếu mà cả nhà mình có thời gian á và muốn cho cái bánh cuốn nó được ngon hơn nữa thì cứ 3 tiếng mình sẽ vớt bỏ cái lớp nước trong một lần. Và mình vớt bỏ cái lớp nước trong bao nhiêu thì mình sẽ cho trở lại lượng nước vào trong thau bột bấy nhiêu. Và để cho cái vỏ bánh cuốn nó được bóng mượt và đậm đà thì mình sẽ cho thêm vào 2 muỗng canh dầu hành và 1 muỗng canh hạt nêm. Bây giờ thì mình sẽ quậy lại một lần nữa rồi mình sẽ qua mình tráng bánh nha. Vì lúc nãy mình có sử dụng hành tím để mình phi lên để mình ướp thịt, cho nên mình sẽ lấy cái dầu đó mình cho vào trong thau bột để cho cái bánh của mình nó được thơm hơn. Và trước khi mà mình cho bột vào trong chảo để làm bánh cuốn thì mình sẽ cầm cái chảo lên để cho cái chảo nó bớt nóng. Sau đó thì mình sẽ múc vào một giá bột. Rồi mình sẽ xoay tròn cái chảo để cho bột nó chạy đều hơn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, mình chờ trong vòng 3 phút. Và sau thời gian 3 phút thì cái bánh cuốn nóng đầu tiên cũng đã chín rồi nè. Bánh rất là trong và bánh nó nổi phồng lên. Và bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra. Tuy là mình làm bánh cuốn bằng chảo chống dính, nhưng mà mỗi khi mà mình cho bột vào trong chảo thì mình cứ thoa một cái lớp dầu ăn xung quanh thành chảo như vậy nè. Thì chút nữa mình lấy bánh ra nó rất là dễ và cái bánh nó cũng rất là bóng mượt nữa. Và mình cũng sẽ cho vào một giá bột. Sau đó thì mình cứ xoay cái chảo để cho bột nó chạy đều hơn. Bánh cuốn thì nãy giờ mình để ra ngoài nó cũng đã nguội lại bớt rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nhân vào. Sau đó thì mình sẽ cuốn bánh lại. Đây cả nhà xem nè, cái bánh cuốn nóng đầu tiên thì mình cũng đã làm ra xong rồi. Bánh cuốn nhìn rất là mềm mại, vỏ bánh thì có độ dai và rất là trong. Thì với cách pha bột như thế này thì mình thấy cái vỏ bánh cuốn rất là ngon luôn. Thank you.
Món bánh cuốn nóng nhân thịt thì mình cũng đã làm xong hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt bánh cuốn nóng ra nè. Hãy cả nhà xem là khi mà mình cắt cái bánh ra, mình cảm nhận cái bánh nó rất là mềm mại và bánh có độ dai rất là ngon luôn. Và để ăn cùng với cái món bánh cuốn nóng này thì mình có thêm giá trụng, dưa leo, rau quế và hành phi và chả lụa nữa. Thì tùy vào sở thích của mỗi gia đình mà mình sẽ pha nước mắm để ăn cùng với bánh cuốn khác nhau. Còn với mình thì mình pha nước mắm có cái vị ngọt ngọt, lạt lạt, cay cay của ớt, như vậy là ăn rất là ngon rồi. Nhưng mà mình đừng có pha nước mắm mặn quá, như vậy thì ăn không có ngon như cả nhà. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách pha bột để làm ra món bánh cuốn nóng bằng chảo chống dính tại nhà rất là đơn giản và dễ làm. Bánh cuốn nóng sau khi làm ra xong thì bánh rất là mềm mại, cực kỳ dai và bánh rất là trong. Và món bánh này mình ăn cùng với nước mắm ngọt ngọt cay cay, kết hợp cái vị thơm ngon đậm đà của nhân và kèm thêm giá, rau sống và dưa leo hòa quyện vào rất là ngon luôn. Thì với cách pha bột như thế này thì không thua gì ở ngoài chợ người ta bán luôn đó. Cô chú, anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm cái món bánh cuốn nóng nhân thịt này thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình vui vui. Cả nhà hãy làm thử đi, bánh rất là ngon luôn. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Và clip của mình chia sẻ cách làm món bánh cuốn nóng bằng chảo chống dính đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.